Minh được tử vi mến chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi giáp dần nam mạng những người sinh năm 1974 diện tiến qua từng năm tuổi từ năm 48 tuổi đến năm 60 tuổi chi tiết chính xác nhất. Hy vọng với những thông tin hữu ích chúng tôi cung cấp sẽ giúp cho các bạn nắm bắt và thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn. Theo dõi nội dung chi tiết. Diễn tiến qua từng năm tuổi của tuổi giáp dần nam mạng từ năm 48 tuổi đến năm 60 tuổi. Giai đoạn từ năm 48 tuổi đến 50 tuổi. Năm 48 tuổi tức là bạn bước vào năm Tân Sửu 2021. Dù năm này đã trôi qua nhưng có thể thấy năm Tân Sửu, bạn đã phải chịu tác động của nhiều hung tinh chiếu mệnh, làm cho bạn phải trải qua một năm mọi việc không được tốt cho lắm, công việc làm ăn gặp nhiều bế tắc tình cảm gia đình không thuận, thậm chí là có chuyện buồn đưa tới trong gia đình, sức khỏe của bạn không được tốt. Tiền bạc cũng có sự hao tán, không được mấy dư dả. Năm 49 tuổi, tức là bạn bước sang năm Nhâm dần 2022. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, tứ trụ Thiên can, bạn sinh năm 1974, có thiên can giáp thuộc mộc gặp năm nhâm, thuộc thủy, là bình hòa, theo thiên can thì tử vi tuổi giáp dần 2022 năm mạng được dự đoán là một năm mà các công việc làm ăn đều bình thường, không có khởi sắc nhiều, tiền tài làm ra chỉ đủ để bạn chi tiêu cho các hoạt động trong cuộc sống gia đình. Công việc làm ăn cứ vậy mà làm, kiên trì ắt sẽ có thành quả. Địa chi, địa chi tuổi dần gặp năm dần là Thái Tuế, năm tuổi, năm nay tử vi tuổi giáp dần nam mạng năm 2022 cho thấy, đây được xem là năm khá xấu đối với bạn tuổi giáp dần, gặp năm tuổi thì sẽ phải chịu áp lực lớn từ Thái Tuế, suy nghĩ nhiều, đa phần tỏ ra bất mãn với thực tại. Ngoài ra, bản mệnh ít được quý nhân trợ giúp tự mình lo làm, lo ăn là chính, trong năm này sẽ có nhiều biến động trong công việc làm ăn, dễ có sự thay đổi về nơi ăn, trốn ở việc làm hay phải thường xuyên di chuyển đi lại nhiều. Xét về ngũ hành, đương số mang hành thủy gặp năm kim được tương sinh, rất tốt. Ý chỉ công việc trước nghịch sau thuận, nỗ lực lớn sẽ đem về thành quả xứng đáng. Xét về tứ trụ, thiên hao, địa hao, tuổi giáp dần năm 2022 năm mạng, năm này không được tốt về nhiều mặt, chủ về công danh tài lộc bị phá hoại, cản trở, không nên đầu tư làm ăn lớn, gia đạo không được thuận hòa cho lắm, bản thân dễ gặp chuyện tai ương, bệnh nạn, trong làm ăn nên chú trọng đến sự ổn định sẽ tốt hơn là đầu tư mạo hiểm, làm việc gì cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng, tránh nóng vội để rồi phạm phải sai lầm. Có thể thấy cuộc sống gặp nhiều điều trái ý, tuy nhiên nếu bỏ ra công sức và nỗ lực cố gắng thì sẽ vượt qua. Trong năm nhâm dần này, bạn tuổi giáp dần cần đặc biệt chú ý tới sao Thái Bạch chiếu mệnh và hạn toán tận. Tuổi giáp dần năm 2022 chịu ảnh hưởng bởi sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương Tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao thái bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao thái bạch hàng tháng. Sao thái bạch kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và nên kiên kỵ màu trắng quanh năm. Cần chú ý kiên kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sau này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. Tuổi giáp dần trong năm 2022 gặp hạn toán tận. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, tán lộc. Khi đi đường nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu khai thác lâm sản hoặc hùm hạp thì sẽ gặp tai nạn, vậy cũng không nên. Muốn tìm hiểu hạn toán tận tốt hay xấu ra sao, chúng ta không thể bỏ qua một câu thơ diễn nghĩa về hạn toán tận như sau toán tận vẫn đến thình lình đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi như vậy hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột bất khả kháng và cũng khó đề phòng ứng phó nếu những người phúc đức kém vận số xấu có thể nguy hiểm tính mạng những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông tai nạn sông nước tai nạn lao động máy móc thương tích do ẩu đà hay bệnh huyết áp cao tai biến đột quỵ theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn cũng có thể bị cảm mạo trúng gió bị cướp giật gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông lao động hoặc ẩu đả thương tích kẻ xấu hãm hại căn cứ vào tính chất của hạn này ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn thiệt hại nặng nề về tài sản tiền bạc sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng tai nạn bất ngờ có thể xảy ra so với những hạn khác thường chỉ hao tốn tiền hoặc có hạn chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi năm điều cần kiên cữ để vượt qua hạn toán tận đối với tuổi giáp dần thứ nhất tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường dù cho là đi làm ăn đi chơi đi du lịch hay bất cứ đâu như vậy không những tránh được hạn cướp bóc giảm hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình thứ hai trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn kẻo sẽ bị tai nạn cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc sức khỏe Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc, vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ. Không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động, nên sử dụng bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa nắng thất thường, đề phòng bị cảm mạo, hay bệnh tật trúng gió. Ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên, những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức trau dồi đạo đức phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ tốt. Siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật cầu bình an, khỏe mạnh. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng tuổi giáp dần nam mạng, theo từng tháng trong năm nhâm dần 2022. Tháng riêng năm nhâm dần. Xét về mệnh, tháng 1 năm 2022, âm lịch thuộc hành kim tương sinh thủy mệnh. Xét về thiên can, tháng 1 năm 2022, âm lịch thuộc nhâm tương sinh giáp thiên can. Nam mạng. Xét về địa chi, tháng 1 năm 2022, âm lịch thuộc dần tam hợp dần địa chi. Tháng riêng tháng đầu năm, tuổi giáp dần 1974 nam mạng vui xuân cùng gia đình, gặp nhiều niềm vui, may mắn đem đến. Về tình cảm bạn dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh. Về tiền bạc bạn sẽ chi tiêu nhiều nhưng bù lại bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Về phương diện công việc làm ăn, bạn đã có định hướng cho việc làm ăn cho năm nay bởi vậy tâm lý bạn thấy thoải mái và tự tin. Về sức khỏe, thì gia chủ 1974 năm mạng tháng này sức khỏe tốt, nhưng cũng cần đề phòng bệnh cũ tái phát, cần nghiêm túc tránh xa những thói quen xấu và đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên, để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh và cuộc sống hạnh phúc. Bước sang tháng 2 âm lịch năm 2022. Tháng này, bạn tuổi giáp dần sẽ bị giáng một đòn lớn do công việc thất bại hoặc học hành xa sút bạn phải xây dựng lại sự tự tin cho bản thân, và đừng phủ nhận công sức của mình chỉ vì một thất bại. Tuy nhiên, tài lộc trong tháng này khá tốt, rất có thể đối phương sẽ trả được số tiền đã vay trước đó, có lãi khiến người tuổi dần an tâm đôi chút. Tháng 3 âm lịch năm 2022 Tuổi giáp dần trong tháng này có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong công việc, nhanh chóng được thăng chức, tăng lương trong thời gian ngắn, cần khiếm tốn, không tỏ ra kiêu căng để không thu hút sự chú ý của kẻ xấu. Ngoài ra, trong tháng này, tuổi giáp dần không nên quá nóng nảy với gia đình và bạn bè, phải biết lắng nghe và giao tiếp thì mới có thể duy trì được tình thân và gia đình lâu dài sang tháng tư âm lịch năm 2022. Tháng này, nam tuổi giáp dần có nhiều mối tình vây quanh, nhưng vấn đề chọn người bạn đời không nên vội vàng, cần chú ý đến tính cách của người khác hơn là hình thức bên ngoài. Đồng thời, trong tháng này, nam giáp dần có thể rơi vào tình trạng lừa đảo do đó cần cẩn thận, không nên tin tưởng bất kỳ người lạ nào. Tháng năm âm lịch năm 2022 Tài lộc của bạn tuổi giáp dần trong tháng này lấy ổn định làm trọng, nhiều người có thể nhân cơ hội này để nghỉ ngơi dưỡng sức hoặc ở bên gia đình. Tuy nhiên, bạn cũng dành đôi chút sau đó cũng vô cùng bận rộn vì phải chủ động tìm kiếm nhiều cơ hội việc làm khác nhau. Ngoài ra, trong tháng này, họ có thể xảy ra xích mích với anh chị em trong nhà, vì vậy hãy tiết chế tính xấu và đừng quá bốc đồng. Tháng 6 âm lịch năm 2022 Tháng này, tuổi giáp dần nam mạng sẽ gặp nhiều áp lực trong công việc bởi bạn sẽ đặt ra nhiều mục tiêu khó đạt được do yêu cầu bản thân rất khắt khe. Chú ý đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Tuy nhiên, trong tháng này, các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau rất tốt và những người tuổi dần có thể kết bạn với nhiều người bạn mới. Bước sang tháng 7 âm lịch năm 2022. Nam tuổi giáp dần có tâm trạng không tốt trong tháng này, họ đầy sự so sánh và ghen tị, đặt những cảm xúc không tốt của mình lên người bạn đời của mình, do đó bạn phải kịp thời điều chỉnh tình trạng của mình để quản lý tốt nơi làm việc và cuộc sống gia đình. Ngoài ra, bạn có vài mục tiêu trong tháng này cần làm, vì vậy bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe của mình trước nhé tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi giáp dần nên thận trọng trong lời nói và việc làm trong tháng này, nhất là trên mạng, đừng tùy tiện đưa ra những bình luận không phù hợp gây ảnh hưởng đến bản thân. Đồng thời, những nam giới giáp dần tháng này có đường tình cảm khá tốt nên trân trọng tình yêu và hôn nhân đẹp đẽ của mình. Sang tháng 9 âm lịch năm 2022. Với nam tuổi giáp dần tháng này đau ốm, tài lộc xa sút nên đề cao cảnh giác, cố gắng không đi dự đám tăng, không thăm bệnh nhân, không xem hiện trường vụ tai nạn xe cộ. Tuy nhiên, vận tài chính tháng này không tệ, bạn nên đầu tư một số sản phẩm tài chính tùy theo tình trạng tiền bạc của mình. Tháng 10 âm lịch năm 2022. Những bạn tuổi giáp dần trong tháng này nên chú ý trau dồi nội tâm, đừng dành quá nhiều thời gian cho hình thức bên ngoài khi tìm kiếm đối tượng. Ngoài ra, tháng này có thể sẽ có người vay mượn tiền bạc, người tuổi dần có thể giúp đỡ nếu làm được, không việc gì phải gây khó dễ hoặc tỏ thái độ nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân. Tháng 11 âm lịch năm 2022 những người tuổi dần rất có động lực và tinh thần chiến đấu trong tháng này, và có thể đi đến các thành phố khác để khám phá cơ hội kinh doanh, sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền nhưng cần phải chuẩn bị kế hoạch rõ ràng. Đồng thời, do thời tiết trong tháng này hanh khô nên chúng ta cần chú ý đến sức khỏe của bản thân và chế độ ăn uống. Bước sang tháng 12 âm lịch tháng cuối cùng của năm nhâm dần 2022. Người tuổi giáp dần tháng này có được tâm trạng tốt, có thể cùng gia đình đi du lịch hoặc mời bạn bè đi ăn uống, có thể uống chút rượu sẽ giúp cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp hơn. Nhưng trong tháng này, đề phòng ảnh hưởng do thời tiết xấu, nếu bạn ở nhà, bạn cũng nên chú ý giữ ấm cơ thể. Vượt qua năm 49 tuổi là vận may đối với bạn. Tuổi giáp dần 50 tuổi, tức là bước sang năm quý mão 2023. Năm này bạn phải chịu tác động của hạn toán tận và sao thái dương chiếu mệnh. Hạn toán tận và cách vượt qua hạn toán tận như chúng tôi đã trình bày trong năm nhâm dần 2022 bên cạnh hạn toán tận thì bạn lại có được sao thái dương chiếu mệnh đây là các tinh, hay còn gọi là một phúc tinh tốt đối với bản mệnh. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho nam mệnh có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may, đặc biệt là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Năm này cuộc sống của nam tuổi giáp dần đã có nhiều khởi sắc. Bạn bước vào giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhị chi thiên mệnh. Từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh từ 50 tuổi trở đi sẽ biết về mệnh trời. Người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời. Lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Người 50 tuổi hiểu biết hơn về xã hội nên càng thấu hiểu bản thân hơn. Họ học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc, họ không oán trời, không trách người, không lười nhác hiểu về thiên mệnh, người từ 50 tuổi trở đi sức khỏe không còn như trước. Họ càng hiểu rõ hơn về sự yếu nhược của sinh mệnh, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là vốn liếng của sinh mệnh, không khi nào con người lại có trải nghiệm sâu sắc như thế về sức khỏe như ở độ tuổi này. Họ sẽ chú trọng tới việc dưỡng sinh hơn trước và bắt đầu tích cực rèn luyện. Người từ 50 tuổi trở đi đã có sự đánh giá khá chuẩn xác về bản thân mình. Họ rất ít khi dao động khiến tâm trạng lên lên xuống xuống vì một chuyện gì đó trải qua bao nhiêu năm vất vả họ cũng có một điều kiện kinh tế nhất định, tham vọng tiền tài cũng không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ nữa. Biết trân trọng tình cảm. Người từ 50 tuổi trở đi đã trải qua sự gột rửa của thời gian. Họ sẽ biết trân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình, biết trân trọng hơn đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng trong lòng họ. Tâm danh lợi của họ cũng dần tiêu tan năm 2023 có thể được xem là năm cực tốt đối với gia chủ giáp dần 1974 nam mạng, 50 tuổi. Giai đoạn từ năm 51 tuổi đến 53 tuổi. Năm 51 tuổi, tức là bạn bước sang năm giáp thìn 2024. Năm này bạn gặp phải hạn thiên la và sao vân hớn chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên la đối với tuổi giáp dần nam mạng. Nhắc đến hạn thiên la, ông bà xưa có câu thơ sau. Thiên la bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Người nào gặp phải thiên la cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nhẫn nhìn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng. Không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn. Song đó cần bình tâm dưỡng tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn giàu. Tình cảm, thiên la được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục ghen tuông vô cớ lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách gia đình ly tán tâm lý khi gặp thiên la tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn suy nhược cơ thể hay lo lắng buồn rầu sau đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần các chứng trầm cảm thường xuyên nóng ruột thiếu tập trung đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm nếu ngủ thì hay gặp ác mộng có 3 điều cần chú ý để vượt qua hạn thiên la đối với tuổi giáp dần trong năm giáp thìn 2024. Hạn thiên la là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, bạn tuổi giáp dần cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Thứ nhất, sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của, nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý song đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu bia thuốc lá thứ hai tình cảm các mối quan hệ trong giao tiếp hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói tránh vướng vào thị phi tai tiếng nhất là tình cảm vợ chồng hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau quan tâm và chăm sóc nhau thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nổi buồn trong cuộc sống đừng ghen tuông vô cớ lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to gia đạo bất hoạt chia ly xa cách con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ thứ ba tâm lý để cải thiện vấn đề này khi giả chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc không nên tự lo âu phiền muộn thay vào đó hãy tìm người tâm sự chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các các bệnh kỳ quái như trầm cảm sự tác động của sao vân hớn đối với tuổi giáp dần nam mạng Sao Vân Hớn, hay Vân Hán, là hung tinh thuộc cửu diệu của niên hạn. Sao này gây ảnh hưởng xấu cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Bản mệnh gặp Vân Hớn tinh chiếu trở nên thủ cựu, bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì vậy mà dễ bị xa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Làm ăn buôn bán đều ở mức trung bình, cần cố gắng nhiều hơn mới đạt được thành tựu. Gia đình bất an, đề phòng thương tật đau ốm. Nam gặp tai tinh, bất lợi. Tuy vậy, sao vân hớn vẫn tương đối lành, không gây hại quá nhiều đến công việc, sức khỏe của bản mệnh. Hơn nữa, chỉ cần biết cách đề phòng, hóa giải, tất sẽ tránh được tai ương, mọi sự đều tai qua nạn khỏi. Năm 2024 có thể coi là một năm trung bình, không đến mức quá xấu đối với gia chủ tuổi giáp dần sinh năm 1974, nam mạng, 51 tuổi, âm lịch. Năm 52 tuổi, tức là bạn bước sang năm Ất Tỵ 2025. Năm này bạn gặp hạn địa võng và sao kế đôi chiếu mệnh sự ảnh hưởng của hạn địa võng đối với nam tuổi giáp dần. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn, tiếng nói xanh đoan dày giả. Dà. Tâm lý tình cảm, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Kinh tế, việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng bị chính quyền tịch thu, vướng vào vòng lao lý, tiền mất tật mang. Đặc biệt, không tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tay bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Có bốn điều cần chú ý để vượt qua hạn địa võng. Thứ nhất, kinh tế tài chính, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân thứ hai đời sống mọi người trong gia đình là một gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát chia ly xa cách dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết thứ ba khi gặp hạn địa võng gia chủ không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm nhẹ thì hoàng sợ tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng cái chết Thứ tư, gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Bên cạnh các cách hóa giải địa võng, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Sự ảnh hưởng của sao kế đô đối với nam giáp dần trong năm Ất Tỵ 2025 hung tinh kế đô chủ về bệnh tật tai họa người âm phá dối, dù mệnh chủ sức sống rồi rào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Nhìn chung sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền chán nản. Gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại cách hóa giải sao kế đô, nên cúng sao giải hạn sẽ tốt hơn, vào đầu giờ chiều ngày 18 âm lịch hàng tháng, đặt bàn thờ về hướng chính Tây, trên bàn thờ đặt 21 ngọn đèn, nến, bố trí theo các vị trí hướng sao hiện để cúng sao giải hạn. Năm 2025, đây cũng có thể coi là một năm trung bình đối với gia chủ giáp dần 1974, nam mạng 52 tuổi, âm lịch. Năm 53 tuổi, tức là bạn bước sao năm bính ngọ 2026 năm này bạn gặp hạn diêm vương những người có bệnh cũ nên chú ý nên bảo vệ và chăm sóc sức khỏe tốt hơn không nên đến những nơi nguy hiểm hay những nơi có âm khí sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng trong năm này với nam tuổi giáp dần lại có được sao thay âm chiếu mệnh đây là phúc tinh nam mệnh sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc sự nghiệp phát triển mạnh người làm việc liên quan đến bất động sản tu sửa sửa chữa xây dựng nhà cửa đều cắt lợi năm 2026, có thể coi là năm tương đối tốt với gia chủ giáp dần 1974 nam mạng, 53 tuổi. Giai đoạn từ năm 54 tuổi đến năm 60 tuổi. Năm 54 tuổi và 55 tuổi, hai năm này gia đình êm ấm, tài lộc điều hòa, mọi việc làm ăn đều điều, tuy không có nhiều tài lộc nhưng có thể phát triển được. Năm 56 tuổi, có nhiều điều tốt đẹp sẽ đến. Năm 57 tuổi có nhiều chuyện lo lắng cho bản thân, tình cảm vượng phát, tiền bạc dễ chịu năm 58 tuổi và 59 tuổi đầy đủ và hai năm này không được tốt về phần tài lộc và phần mạng số của bồn mạng. Cẩn thận việc xuất hành rất có tai hại nhất là tháng 4 âm lịch năm 58 tuổi và tháng 7 và tháng 10 âm lịch năm 59 tuổi. Năm 60 tuổi được đầy đủ, gia đình tròn vẹn và hạnh phúc. Năm này về phần bản thân không có việc gì quan trọng xảy ra. Trong giai đoạn này, con cháu có phần phát đạt tột độ vào những năm từ 55 đến 60 tuổi. Lúc này tiền bạc ít hao hụt, vào nhiều gia ít, cẩn thận cho bản thân vào những năm này lựa chọn vợ chồng tuổi giáp dần nam mạng nếu kết duyên ở những tuổi này sẽ sống một cuộc đời cao sang quyền quý đó là những tuổi giáp dần mậu ngọ canh thân quý hợi nhâm tuất nhâm tý tân hợi kết duyên với những tuổi này có số hạp làm ăn thành công nhanh phát tài tuổi nam mạng giáp dần kết hôn với những tuổi này chỉ có cuộc sống trung bình mà thôi đó là giáp dần kết hôn với các tuổi bính tuất canh tuất và giáp tý nếu kết bạn với những tuổi này thì nghèo khổ làm ăn khó khăn đó là các tuổi kỳ mùi quý sửu những năm này tuổi giáp dần rất kỵ không nên cưới vợ vì sẽ sanh ra cảnh xa vắng phòng không, đó là những năm, năm 20, 24, 26, 32, 38 và 44 tuổi. Sinh vào những tháng này tuổi giáp dần có rất nhiều vợ, đó là sinh vào những tháng 2, 3, 4, 8, 9 và 12 âm lịch. Những năm khó khăn nhất đối với tuổi giáp dần nam mạng tuổi giáp dần nam mạng có những năm khó khăn nhất, làm ăn không được phát đạt, bệnh hoạn hay nhiều thất bại, đó là những năm ở vào số tuổi năm 25, 28, 34, 38 và 42 tuổi, những năm khó khăn nhất đã qua. Ngày giờ xuất hành hạp nhất. Tuổi giáp dần nam mạng chỉ có thể được may mắn, nếu xuất hành đúng vào những ngày giờ này, ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ, chẳng những không sợ thất bại mà còn có nhiều may mắn về phần tài lộc, công danh. Những tuổi hạp làm ăn, cộng tác giúp tăng tài, tiến lộc cho tuổi giáp dần nam mạng những tuổi mà giáp dần rất trùng hợp nhất cho sự làm ăn cũng như về duyên phận là những tuổi giáp dần, mậu ngọ, canh thân, quý hợi. Những tuổi này bạn có thể hùn hạp làm ăn mau tấn phát. Về gia đạo, công danh của tuổi giáp dần nam mạng. Gia đạo, công danh cũng không được hoàn toàn êm ấm, hay có những bất đồng ý kiến, và có thể yên vui bắt đầu từ năm 47 tuổi trở đi, con cháu yên hòa và có phần phát triển về cơ nghiệp. Về công danh tuổi nhỏ có phần lên cao, nhưng sau lại trở xuống đến mức độ trung bình. Sự nghiệp bắt đầu hoàn thành vào những năm 36 tuổi và 42 tuổi, tiền bạc vẫn ở trong một mức độ không cao lắm, có thể nói rằng dư giả mà không có sự thiếu hụt nếu có chỉ là một vấn đề tạm thời mà thôi. Những ưu và nhược điểm của tuổi giáp dần nam mạng. 1. Ưu điểm. Hồ ở phương đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo. Anh ta được mọi người kính trọng, khiến mọi người sợ sệt như cọp vậy. Anh ta có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn nếu bạn đã quen với tính cách mạnh mẽ của anh ta với sức sống sôi nổi sự thu hút nhờ thái độ lạc quan trước cuộc đời anh ta sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt cô đơn nói tóm lại người tuổi dần đầy sức thu hút sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người do anh ta sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãng nên thường hành động rất nhanh anh ta là người đa nghi hay dao động nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng anh ta rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng Đồng thời anh ta lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khảng khái, hơn nữa còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Người tuổi dần rất nhân từ, anh ta yêu trẻ, động vật hay những thứ có thể khơi gợi trí tưởng tượng và sự chú ý. Hễ anh ta bị cuốn vào một chuyện nào đó, liền quên hết thảy. Anh ta làm việc bao giờ cũng một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý, bạn cứ tin chắc rằng anh ta sẽ vận dụng 100% khả năng, có khi còn hơn thế để làm việc. Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi hưởng thụ khi chưa có địa vị quyền lực trong tay tuổi dần là những con người thời hiện đại nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống họ rất tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhưng một khi danh dự lòng tự trọng bị xúc phạm thì tuổi dần sẽ căm ghét ông lòng thù hận người đó họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu chăm chỉ làm việc bạn sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm tuổi dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ cứng cáp nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm họ thật thà chân thành với mọi người không bao giờ lừa dối lợi dụng ai giữa đám đông tuổi hổ năng động nhiệt tình nổi bật thu hút mọi ánh nhìn xung quanh dường như những người này luôn lạc quan yêu đời không bao giờ cảm thấy áp lực mệt mỏi trong cuộc sống tuổi dần yêu thích không gian trong lành yên bình rộng mở của thiên nhiên thời còn trẻ những người này thường có những chuyến du lịch xa để khám phá trải nghiệm điều mới mẻ trong cuộc sống họ lạc quan yêu đời như những đứa trẻ lúc nào cũng cười nói hồn nhiên không bao giờ cảm thấy cô đơn buồn tủi những người này khá hào phóng đôi khi chi tiêu một cách hoang phí không có kế hoạch bởi vậy tuổi dần nhiều lần gặp phải túng thiếu phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh họ thích được thể hiện những tài năng của bản thân mình muốn nhận được sự tán dương khen ngợi của mọi người ngay từ khi sinh ra người này đã bị ảnh hưởng bởi quyền lực vì vậy họ luôn cố gắng vươn lên đạt vị trí đứng đầu trong cuộc chơi Tuổi dần sẽ không chịu thua kém, khuất phục bất kỳ ai. Hai, nhược điểm của tuổi dần. Điều mà những người tuổi dần phải mất cả đời để học đó là cách kiềm chế bản thân. Họ dễ xúc động cũng dễ nổi giận vì nguyên nhân nào đó, mỗi cơn nóng giận đi qua, hậu quả nó để lại không thể lường trước. Có lúc họ vô tư yêu đời lạ thường, nhưng cũng có lúc tuổi dần chán nản, buồn phiền. Người tuổi dần thuộc mệnh thổ thường có cuộc sống hồi nhỏ không gặp nhiều may mắn, con đường công danh và sự nghiệp sau này cũng thường bấp bênh đa số những người tuổi dần là những người thích được chỉ đạo lãnh đạo người khác nhưng lại không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai người tuổi dần có khuynh hướng đề cao bản thân nên họ tự quyết định hôn nhân của mình mà ít khi chịu lắng nghe ý kiến của người khác cuộc sống của họ sẽ chỉ hạnh phúc khi hai người biết cách nhẫn nhịn và có tinh thần xây dựng ngược lại sự đổ vỡ trong hôn nhân sẽ khó tránh khỏi cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại